Ok, xin chào tất cả anh chị em nhà đầu tư của chúng ta đã đến với kênh chứng khoán Thăng Văn Hoàng. Thì chúng ta đã có một tuần giao dịch đối với cái thị trường chứng khoán Việt Nam thì nó cũng tương đối là nó tích cực. Thì chúng ta để ý là trong một tuần vừa rồi thì chúng ta để ý các cái lớp cổ phiếu thì nhìn chung thì nó không có cái độ sụt giảm quá lớn. Thì nói chung là chúng ta có một cái tuần tương đối là tích cực. Cùng với đó thì chúng ta thấy là đặc biệt là phiên thứ sáu thì chỉ số thị trường nó đã lấy lại cái mốc 1060 rồi, thì nó cũng tương đối là tích cực cho cái thị trường chứng khoán ở trong cái giai đoạn hiện tại. Thì video ngày hôm nay thì chúng ta cập nhật lại thị trường cũng như là các cái cổ phiếu chúng ta có thể để ý cho cái những cái vị thế mua ở giai đoạn tuần sau. Thì chúng ta phải hiểu là các cái cổ phiếu thì nó đã hầu như nó đang hình thành một cái đà tăng tốt, thì chúng ta chờ những nhịp điều chỉnh để chúng ta mua. Nhưng tuy nhiên thì chúng ta cũng phải chọn kỹ các cái lớp cổ phiếu, bởi vì chúng ta để ý là trong giai đoạn hiện tại thì không phải cổ phiếu nào nó cũng tăng mạnh. Đấy là những vấn đề anh chị em chúng ta chú ý. Thì video ngày hôm nay thì chúng ta cập nhật những cái tình hình thị trường cũng như là cập nhật một số cái thông tin vĩ mô nước ngoài để anh chị em chúng ta có được những cái góc nhìn nó tổng quan. Thì những ai mà chúng ta chưa đăng ký kênh thì chúng ta có thể đăng ký kênh nhé, kênh này. Ok, thì chúng ta quay lại với cái diễn biến thị trường trong phiên thứ sáu. Thì chúng ta thấy là phiên thứ sáu thì chúng ta để ý thì các cái cổ phiếu, đặc biệt là chỉ số, thì chúng ta thấy là giai đoạn phiên chiều, phiên sáng thì chúng ta thấy là rung lắc tại 1060 rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta thấy là phiên chiều bắt đầu khoảng 2 giờ trở đi thì bắt đầu chỉ số nó kéo rất là mạnh, và chúng ta thấy là phái sinh nó cũng kéo mạnh nữa, thì nó khiến chỉ số đóng phiên nó rất là tích cực. Thì chúng ta cập nhật trong cái phiên giao dịch thứ sáu này, thì anh chị em chúng ta có thể để ý là các cái cổ phiếu như là dòng họ Vin nè, chúng ta để ý là nó đã đóng góp cho cái chỉ số của chúng ta trong cái đà tăng trong cái phiên vừa rồi rất là nhiều. Thì dòng họ Vin lên thì chúng ta để ý là gì? Hoàng đã nói cho anh chị em trong những cái room của mình là chúng ta quan sát, bởi vì thị trường đã được hỗ trợ bởi các cái cổ phiếu vốn hóa lớn, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là rất là may là phiên chiều nó đã kéo qua cái mốc 1060. Thì đây là những cái diễn biến tích cực, thì những cái cổ phiếu này nó hỗ trợ mạnh như vậy. Thì chúng ta để ý là thị trường thì nói chung là có một phiên thì đánh giá là tương đối là tích cực. Đấy là những vấn đề mà chúng ta cần lưu ý. Ngoài ra thì chúng ta thấy là trong phiên thứ sáu thì chúng ta thấy là buổi sáng thì các cái lớp cổ phiếu về các cái cổ phiếu tăng á, nó rất là ít, nhưng mà chúng ta thấy là phiên chiều bắt đầu từ 2 giờ trở đi nó bắt đầu nó đổ tiền vào, nó kéo, thì chúng ta thấy là các cái cổ phiếu tăng nó chiếm đa số, và các thanh khoản thì nói chung thì nó cải thiện hơn một chút khi mà nó qua những cái vùng kháng cự quan trọng, thì chúng ta thấy là thanh khoản vào nó cũng hỗ trợ, và chúng ta thấy là thị trường thì kết thúc là tăng khoảng là gần 10 điểm, đúng không ạ? Và chúng ta thấy là chỉ số nó vượt khỏi 1060, cái mốc trước đó hoặc là làm video rồi chúng ta theo dõi cái mốc này thì nó đã vượt qua khỏi cái mốc này, và chúng ta thấy là khi mà vượt qua khỏi cái mốc này thì chỉ số của chúng ta thì nó tạo một cái chen tăng tiếp tục. Khi mà tạo một cái chen tăng tiếp tục như thế này thì anh chị em chúng ta cần lưu ý là chúng ta canh mua thôi. Và chúng ta thấy là phiên tuần thứ sáu cũng rất là quan trọng, khi mà chúng ta thấy là kết thúc cái tuần chúng ta có một cái cây nến, đúng không ạ, cũng tương đối là tích cực, có nghĩa là phe mua chiếm ưu thế tuyệt đối ở đây. Thì chúng ta thấy là trạng thái thị trường trong ngắn hạn, đúng không ạ, thì nó cũng đang tương đối là tích cực, và như Hoàng nói, khi mà vượt khỏi 1060 thì nó hình thành một cái chen tăng. Để hình thành như thế này thì chúng ta sẽ có đủ các cái điều kiện để chúng ta gia tăng các cái cổ phiếu. Thì đấy là những vấn đề về tình hình thị trường chung mà anh chị em chúng ta cần chú ý. Khối ngoại thì Hoàng đã nói trong những video rồi, chúng ta không quá quan tâm ở cái giai đoạn hiện tại nữa. Chúng ta phải hiểu cái điều đó, bởi vì cái giá trị giao dịch của họ đợt này tương đối thấp. Ok, thì đấy là về cái tình hình thị trường phiên thứ sáu, các cái nhóm ngành nó kéo và nó giúp điểm số vượt qua những cái vùng quan trọng và hình thành một cái chen tăng trở lại. Thì đấy là đà tích cực của thị trường. Còn về các cái thông tin về tình hình của thế giới thì nói chung là trong tuần qua thì chúng ta thấy là không có nhiều các cái thông tin nó bi quan quá, nó chỉ có những cái tin như là liên quan tới việc Mỹ nó nâng cái trần nợ rồi không nâng thì vỡ nợ, đúng không ạ? Đấy là Mỹ thì nó đang có những cái thông tin như thế, và chúng ta thấy là các cái thị trường chứng khoán thế giới cũng không có gì quá tiêu cực trong cái tuần vừa rồi. Nói chung thì nó có sự điều chỉnh nhẹ thôi, nhưng chúng ta có thể thấy là các cái chỉ số tương lai ở đây
và các chỉ số như là Dow Jones, S&P 500 thì chúng ta thấy là hầu như là tham chiếu ở phiên thứ sáu. Nhìn chung thì không có nhiều các cái thông tin tiêu cực quá về cái tình hình thị trường thế giới trong cái tuần vừa rồi cũng như là trong 2 ngày cuối tuần vừa qua, thì thế thì chúng ta cũng tương đối là chúng ta an tâm cho cái tuần giao dịch sau. Ok, thì đấy là cập nhật những cái thông tin về tình hình các lớp cổ phiếu thị trường. Thì nói về điểm số thì đoạn này thì khi mà nó lấy lại 1060 thì chúng ta phải hiểu là gì, nó hình thành một cái chân tăng rồi, và một cái chân tăng này thì để anh chị em chúng ta mà lấy cái điểm mà chúng ta để hạ cái tỷ trọng cổ phiếu á, bởi vì chúng ta phải hiểu là thị trường thì chúng ta phải hiểu là nó luôn có những cái rủi ro nó xảy ra và chúng ta sẽ không chắc chắn được 100%. Vì thế thì nó sẽ có những cái mốc mà anh chị em chúng ta cần lưu ý để chúng ta hạ cái tỷ trọng cổ phiếu cho cái tuần giao dịch tiếp theo, hoặc là một cái phiên nào đó nó nguy hiểm. Thì theo kinh nghiệm thì chúng ta cứ lấy cái mốc mà thấp nhất của cái nến này mà nó tạo ra thôi, đúng không ạ? Chúng ta lấy cái mốc 1054, đúng không ạ? Là khi nào mà một ngày nào đó chỉ số nó mất cái mốc này, đúng không ạ? Thì chúng ta cho rằng là nó mất cái chân tăng và cái điểm breakout này fail, thì anh chị em chúng ta canh thoát. Cái đấy là cái điều yếu tố về tổng quan thị trường chung. Còn riêng các lớp cổ phiếu thì nó sẽ tùy những cái cổ đấy, đúng không ạ? Tùy những cái vùng của các cái cổ phiếu riêng lẻ đấy. Đây Hoàng nói về cái thị trường chung mà thôi. Ok, thì đấy là những cái action, những cái hướng dẫn hành động cho anh chị em nhà đầu tư của chúng ta. Và với cái việc mà thị trường nó breakout như thế này thì chúng ta cứ để nó chạy thôi, đúng không ạ? Chúng ta đoán trước làm gì, đúng không ạ? Chúng ta không thể đoán trước được cái target nó đến đâu, thì chúng ta cứ để thị trường nó chạy thôi và chúng ta phản ứng theo thị trường. Cái đấy là cái cách nó hợp lý nhất. Ok, thì đấy là những vấn đề mà anh chị em chúng ta cần lưu ý cho cái chỉ số chung, chỉ số VN-Index chung. Còn tiếp theo Hoàng sẽ cập nhật các cái lớp cổ phiếu cho anh chị em. Thì nói chung là chúng ta thấy là vừa rồi thì các cái nhóm ngành thép thì nó có những cái phiên tăng rất là tích cực. Thì chúng ta thấy là chủ yếu cái dòng tiền nó tập trung vào các cái cổ phiếu vốn hóa nhỏ mà thôi. Và chúng ta thấy là các cái cổ phiếu vốn hóa nhỏ như là TVN, TLH nó tăng rất là mạnh. Nhưng mà những cái cổ phiếu Hoa Sen, Nam Kim, đúng không ạ, Hòa Phát thì lại không tăng quá mạnh. Thì Hoàng đánh giá là cái nhóm thép thì khả năng cao là chúng ta phải quan sát thêm đoạn này, mặc dù cũng có một số cái dòng tiền vào rồi, nhưng mà chúng ta cần cần quan sát thêm, đúng không ạ? Bởi vì cái dòng tiền hiện tại cũng không vào không quá mạnh, đúng không ạ? Thì chúng ta quan sát thêm thôi. Bởi vì chúng ta phải hiểu là những cái dòng này Hoàng đã quan sát kỹ từ đầu năm đến giờ thì đánh nó tương đối là nó khó. Nó thường là không hình thành được một cái chân tăng và cái đánh của nó rất là khó chịu. Thì lần này chúng ta quan sát thôi, đúng không ạ? Quan sát thôi. Khi nào có những cái điểm mua thì Hoàng sẽ bán chị sau, đúng không ạ? Hòa Phát mặc dù chúng ta thấy là phim mà dòng tiền vào mạnh như thế này, nhưng mà chúng ta thấy là các cái cổ phiếu như Hoa Sen, Nam Kim lại không hưởng 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 theo, thì chúng ta quan sát thôi, đúng không ạ? Rồi Hoa Sen cũng vậy. Hoa Sen thì Hoàng nói trong những video trước rồi, nó là quanh những cái vùng kẹt hàng lớn như thế này, nó cần thời gian tích lũy rất là lâu, rất khó để nó một phát một đó nó kéo lên ngay được. Đấy là những vấn đề mà anh chị em chúng ta cần lưu ý. Rồi chúng ta cũng tổng kết những cái nhóm ngành về cổ phiếu, các cổ phiếu chứng khoán đây. Chứng khoán thì chúng ta thấy là phiên vừa rồi SSI là một cái cổ phiếu là tích cực nhất trong cái nhóm ngành nhà về chứng khoán. Thì SSI chúng ta thấy là nó đã đóng một cái cây mà mạnh như thế này, thì cũng như là kết thúc tuần về đồ thị tuần kết thúc cũng tương đối đẹp như thế này, thì khả năng cao là những cái cổ phiếu này nó sẽ còn tăng năng tiếp tục. Mà tăng tiếp tục ở đây thì chúng ta phải lưu ý là nó sẽ có 2 cái mốc, đó là mốc quay 25. Mốc 25 là họ đánh giá là cái mốc mà cũng kẹt hàng khá nhiều. Thì chúng ta thấy là nó đã, mặc dù nó đã vượt những cái vùng kháng cự trong cái phiên giao dịch cuối tuần, nhưng mà chúng ta thấy là nó đã quay những cái mốc kẹt hàng rồi. Thì cái tỷ lệ lợi nhuận của chúng ta nó không còn nhiều nữa, thì những cái cổ phiếu này chúng ta không tham gia. Những ai có hàng ở giai đoạn trước mà chúng ta mua được qua những cái vùng đáy thì anh chị em vẫn cứ giữ và chúng ta chốt lời tại những cái target này thôi. Còn vì thế để mua thì bởi vì cái tỷ lệ lợi nhuận của chúng ta quá thấp thì chúng ta không nên mua mới. Những ai có hàng mua giai đoạn trước đó thì chúng ta giữ thôi. Đấy là những vấn đề mà anh chị em chúng ta cần lưu ý. Rồi VND, VND đoạn này chúng ta thấy là cũng có những cái phiên tăng rất là tích cực, nhưng mà Hoàng nói rồi, đúng không ạ? VND đoạn này biên lợi nhuận nó quá thấp, chúng ta không nên đánh. Và chúng ta thấy là cái dòng tiền hưởng ứng trong giai đoạn ở đây thì nó cũng không quá là tích cực. Đây là những vấn đề mà anh chị em chúng ta cần lưu ý. Lý do tại sao? Lý do thì chúng ta nhìn vô những cái vùng đỉnh của nó thôi, thì chúng ta thấy là cái thanh khoản đoạn này nó tương đối là
nó thấp hơn những cái giai đoạn trước đó, thì nó cho thấy là một cái sự dè chừng của cái lực mua, thì chúng ta không nên tham gia. Đấy là những vấn đề mà anh chị em chúng ta lưu ý. Rồi HCM. HCM đoạn này thì chúng ta thấy là tương đối yếu, đúng không ạ? Nhìn chung thì HCM vẫn đang sideways trong một cái biên độ ngang như thế này, và chúng ta thấy là cái dòng tiền vô nó không quá lớn. Áp lực bán chủ động trong phiên thứ 6 thì nó cũng tương đối là nhiều, đúng không ạ? Tương đối nhiều, thì cái cổ phiếu này chị em chúng ta quan sát thôi. Nhìn chung là HCM đoạn này hoàn toàn là đánh cũng tương đối là khó chịu, cái biên lợi nhuận nó rất là thấp. Những cổ phiếu này chúng ta quan sát. Còn các cái cổ phiếu nhỏ nhỏ thì nó mang tính đầu cơ quá cao, và đoạn này thì chúng ta phải hiểu nó cũng đã chạy một đoạn rồi, đúng không ạ? Và nó đang bước vào những cái giai đoạn đi ngang của nó, và đi ngang thì chúng ta không thể biết được, đúng không ạ? Không thể biết được là nó tiếp tục xu hướng tăng hay là nó hình thành một cái xu hướng giảm, nó phân phối hàng tại đây thì chúng ta không thể biết. Thì chúng ta nhóm ngành chứng khoán thì những cái cổ phiếu nhỏ nhỏ đấy thì đoạn này chúng ta không nên tham gia, chúng ta quan sát thôi. Đấy là cái quan sát của mình đưa ra cho anh chị em về cái nhóm ngành chứng khoán như vậy. Rồi các cái cổ phiếu ngân hàng ở đoạn này thì anh chị em thấy là Hoàng không tham gia đoạn này nữa, bởi vì cái biên lợi nhuận nó quá thấp, và chúng ta phải hiểu là cái cổ phiếu này đoạn này nó không kéo. Khả năng cao thì những cái cổ phiếu ngân hàng thì chúng ta cũng phải quen quan sát thêm. Thì nói chung thì nhóm ngành tài chính ở đoạn này thì chúng ta chưa nên tham gia. Đấy là những vấn đề mà anh chị em chúng ta cần lưu ý. Rồi tiếp theo Hoàng sẽ đánh giá cái nhóm ngành mà quan trọng trong cái phiên giao dịch vừa rồi mà rất nhiều nhà đầu tư của chúng ta quan tâm, đó là nhóm ngành các cái cổ phiếu liên quan, gọi thuật ngữ chung đó là đầu tư công. Thì đầu tư công thì đối với cái sự quan sát của Hoàng thì những cái nhóm ngành làm về đá xi măng thì nó gọi chung là đầu tư công hết. Đấy là những vấn đề mà anh chị em chúng ta cần lưu ý, kể cả xây dựng nữa. Thì chúng ta đi qua như là các cổ phiếu FCN. Qua FCN thì chúng ta phải hiểu là chúng ta có một cái phiên rất là tích cực khi mà chúng ta thấy là nó break out qua cái trend giảm như thế này. Nhưng mà chúng ta cần lưu ý thì những cái cổ phiếu này nó hút dòng tiền mạnh một phiên như thế này thì thường chúng ta, đúng không ạ, thường chúng ta phải chờ, đúng không ạ, phải chờ những cái phiên tiếp theo hàng về cây này chúng ta quan sát như thế nào. Bởi vì chúng ta thấy là một cái cây ở trước đó giai đoạn thì nó đang đi ngang, và chúng ta thấy là chưa có một cái cây khối lượng nào lớn như thế này. Thì bỗng nhiên một ngày chúng ta thấy là một cái cây khối lượng 8 triệu mốt như thế này thì chúng ta không nên đu vào cái cây chặt này, và chúng ta phải quan sát cái phiên hàng về của cây này thì chúng ta mới tính tiếp được. Thì những anh chị em nào có hàng của cổ phiếu này thì chúng ta hiện tại chúng ta vẫn cứ cầm và chúng ta quan sát, còn những anh chị nào chưa mua thì chúng ta chờ đợi. Đấy là những vấn đề mà anh chị em chúng ta cần lưu ý. Rồi HPC là một cái cổ phiếu mà Hoàng là cho mua anh chị em trong room cộng đồng cũng như là room VIP là mua từ những quanh những vùng dưới này rồi. Thì nhìn chung thì với cái việc break out như thế này và chúng ta thấy là thanh khoản nó cũng vừa phải như thế này thì nó cũng là tương đối là tích cực cho cổ phiếu HPC này. Thì khả năng cao đợt này Hoàng nghĩ là HPC nó sẽ lên được vùng 10 nếu cái thị trường chung của chúng ta vẫn ổn, vẫn duy trì trên vùng 1060. Giao dịch ổn định trên thì HPC khả năng cao nó sẽ tiến về quanh cái vùng 10 này để nó phân phối lại các lệnh mua bán trên cái vùng kẹt hàng này. Đấy là những vấn đề mà anh chị em chúng ta có thể chú ý. Rồi HPC, rồi CTD. CTD đoạn này thì phải nói là quá đẹp rồi, đúng không ạ? Quá đẹp rồi, nhưng mà chúng ta thấy là hiện tại đang tiến quanh cái vùng 65, nó đang tiến tới những cái vùng kẹt hàng giai đoạn trước đó. Thì tâm lý những cái vùng kẹt hàng trước đó thì chúng ta phải theo dõi, bởi vì nó sẽ có những cái phiên nó bán tại những người mà đu tại vùng này họ sẽ bán. Thì chúng ta quan sát CTD, nói chung là nó cũng đã tăng mạnh một đoạn rồi. Thì đoạn này vô chúng ta FOMO vào thì nó sẽ tương đối rủi ro. Đây là những vấn đề mà anh chị em chúng ta cần lưu ý. Thì chúng ta thấy là sau một phiên sốc giá thì chúng ta thấy là phiên tăng gì vừa rồi thì chúng ta thấy là cái dòng tiền vô nó không quá lớn, bởi vì tâm lý những nhà đầu tư họ đã chốt thì họ rất là e ngại, đúng không? Bởi vì đã có những cái phiên sốc giá rồi. Đấy những vấn đề mà anh chị em chúng ta cần lưu ý. Thì CTD đoạn này anh chị em nào có hàng thì Hoàng nghĩ là chúng ta chốt lời được rồi, đúng không ạ? Chốt lời được rồi. Đấy là những vấn đề mà anh chị em chúng ta có thể chú ý về cái yếu tố dòng tiền cung cầu. Còn về cơ bản thì nói thật là cơ bản đoạn này chúng ta không có gì nhận định cả, bởi vì tất cả yếu tố đều xấu. Chúng ta chỉ đánh đầu cơ theo dòng tiền và phân tích kỹ thuật thôi. Đấy là những vấn đề mà anh chị em chúng ta cần lưu ý. Rồi, chúng ta quay lại KSB. KSC là một cổ phiếu chúng ta thấy là trong giai đoạn tháng 1, tháng 2 tăng rất là mạnh. Thì giai đoạn này giờ nó sao? Thì đối với KSB thì chúng ta thấy là Hoàng nhìn chung thì chúng ta phải lưu ý nó cần break out qua cái đoạn này. Nó cần lấy lại quanh cái vùng 27 này thì nó mới hình thành lại một cái xu hướng tăng được. Còn với cái việc mà
nó mới chỉ vận động dưới cái vùng 27 này thì nó sẽ chưa có một cái xu hướng tăng cho anh chị em. Thì nói chung là cái SP thì hiện tại là xu hướng giảm mà thôi, đúng không ạ? Thì cũng chưa có các yếu tố để chúng ta đánh trong cái giai đoạn hiện tại, thì cái SP chưa đủ yếu tố để tham gia, đúng không ạ? Likoji thì chúng ta thấy là trong đoạn gần đây thì nó đã lấy lại mốc 12, và khi mà lấy lại mốc 12 thì hiện tại đang sideways trong khu vực 12 đến khu vực quanh là 13.5. Thì khả năng cao thì lên đây thì Likoji sẽ điều chỉnh trở lại. Khả năng cao là như vậy, thì chúng ta quan sát thôi, những cái cổ phiếu đoạn này chưa có các yếu tố để chúng ta mua. Rồi các cái cổ phiếu như là C4G, rồi C4G đoạn này Hoàng đánh giá là như những video trước Hoàng đánh giá là những cổ phiếu này thì chúng ta thấy là nó không có áp lực bán quá lớn tại những cái phiên điều chỉnh. Thì nói chung là C4G là một cổ phiếu cũng tương đối mạnh. C4G thì là một cổ phiếu Hoàng cho rằng nó sẽ khỏe ở trong cái giai đoạn sắp tới, nhìn chung là vẫn là tích cực đối với C4G. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là nó có hai vùng kẹt hàng như thế này thì ít nhất thì chúng ta cũng phải chờ, chắc chắn là lên đây nó sẽ bị điều chỉnh trở lại rồi. Đấy là những vấn đề mà anh chị em chúng ta có thể chú ý. Nhưng mà nhìn chung là C4G yếu tố của nó về mặt dòng tiền, về đường giá rất khỏe. Rồi G36, G36 thì chúng ta thấy là phim vừa rồi nó tăng rất là mạnh, đúng không? Và với cái việc tăng 15% này thì khả năng cao nó sẽ có những nhịp điều chỉnh trở lại rồi. Thì cái cây này vốn tương đối lớn như thế này thì chúng ta phải chờ hàng về, đúng không? Thì thật ra cổ phiếu G36 này Hoàng cũng để ý rất là kỹ, nhưng mà rất tiếc là không chọn được hàng, bởi vì đã cho mua HBC rồi thì chúng ta không nên mua hai cổ phiếu trong cùng một nhóm ngành. Thì cho mua HBC rồi thì bỏ qua G36, đúng không? G36. Thì cổ phiếu này thì những ai có hàng thì khả năng cao thì chúng ta vẫn có thể giữ, và chúng ta quan sát thêm, chúng ta quan sát cây hàng về như thế này để chúng ta tính tiếp, đúng không ạ? Với một cây tăng như thế này thì chúng ta phải kiểm định tại cây hàng về. Đấy là những vấn đề mà anh chị em chúng ta cần lưu ý. Và một cái phiên tăng 15 này khả năng cao hàng về sẽ có nhịp điều chỉnh, và nhịp điều chỉnh thì chúng ta xem nó có vận động ổn trên cái vùng 8 hay không. Nếu vận động ổn trên vùng 8 thì khả năng cao những cái cổ phiếu này nó sẽ tăng nhịp nữa. Đấy là những cái cổ phiếu mà anh chị em đánh giá cho anh chị em nhà đầu tư của chúng ta. Rồi nhóm ngành dầu khí. Dầu khí thì Hoàng đánh giá qua những cái cổ phiếu cơ bản thôi. Thì đối với những cái cổ phiếu như BVD thì chúng ta thấy là quanh những cái vùng kháng cự thì hiện tại đang có những áp lực chốt lời rồi. Phiên trước đó thì chúng ta thấy là một cây nến mà chúng ta có rồng nến phía trên, nó thể hiện cho cái việc là giá từ chối tại quanh cái khu vực 23 như thế này. Và chúng ta thấy là đóng một cái nến trung lập. Phiên cuối tuần thì chúng ta thấy là nó có một phiên tăng trở lại, nhưng mà chúng ta thấy là cái lực cầu nó không hưởng ứng. Thì những cái cổ phiếu này khả năng cao nó sẽ có những cái nhịp điều chỉnh rồi, thì anh chị em chúng ta không nên tham gia nữa. Rồi BVS thì đoạn này khả năng cao đã kiểm soát giá quanh cái đoạn này rồi, và cái việc kiểm soát giá như thế này thì thường nó sẽ không cho rơi, đúng không? Anh chị em lưu ý, thì thường nó sẽ không cho rơi, một là tăng, hai là đi ngang mà thôi. Thì những cái cổ phiếu này khả năng cao đoạn này đi ngang rồi, bởi vì anh chị em để ý là chưa có các cái yếu tố dòng tiền vào, thì khả năng cao những cái cổ phiếu này sẽ đi ngang. Và đi ngang như thế này thì chúng ta chờ những yếu tố, chờ cái dòng tiền để chúng ta tham gia, thì khả năng cao cổ phiếu này là như vậy. Rồi BSR đoạn này thì Hoàng thấy là chưa có các yếu tố dòng tiền vào, nó vẫn là giai đoạn đi ngang từ giai đoạn tháng 1 đến bây giờ. Thì khả năng cao những cái cổ phiếu này đoạn này anh chị em không nên tham gia, bởi vì đánh nó sẽ không có cái lợi nhuận cho chúng ta. Đấy là những vấn đề anh chị em chúng ta cần lưu ý. Rồi cổ phiếu BSH, đúng không? BSH là một cái cổ phiếu phím nghị lâu lắm rồi, thì hiện tại đang quanh cái vùng kẹt hàng rồi. Thì anh chị em nào chúng ta giữ quanh cái vùng dưới thì anh chị em có thể là xem xét chúng ta chốt lại dần đi. Đấy là những vấn đề mà anh chị em chúng ta cần lưu ý, tại nó lên đây thì nó cần phải phân phối lại các lệnh mua bán rồi. Anh chị em nào có cổ phiếu này thì có nghĩa là chúng ta phải chốt lời bớt thôi, đúng không? Đấy là những vấn đề mà anh em chúng ta cần lưu ý. Rồi một cổ phiếu đánh giá qua HAH thì hoặc là cho mua lâu rồi, đúng không? Nhìn chung thì HAH vẫn ổn, thì chúng ta target của chúng ta là quanh cái vùng 47 48, đúng không ạ? Thì chúng ta quan sát cái vùng trên này, cao đoạn này thì nó vẫn giữ giá quanh cái vùng 4x như thế này thì nó vẫn tương đối tốt rồi. Đoạn trước chúng ta thấy là đánh thủng 4x nhưng mà vẫn kéo lại được, thì khả năng cao những cái cổ phiếu này nó vẫn tương đối ổn. Đấy là những vấn đề mà anh chị em chú ý. Rồi VTO thì hôm trước mình đã phân tích trong video rồi, anh chị em nào mua được thì chúng ta vẫn cứ giữ được thôi. Thì khả năng cao nó sẽ lên quanh cái vùng 10, lại vùng 10 này để nó lấy lại cái mặt thanh khoản, thì anh chị em chúng ta có thể chốt quanh cái vùng 10 này. Thì VTO là một cổ phiếu chúng ta đánh ngắn thôi. Đấy là những vấn đề mà anh chị em chúng ta có thể chú ý.
Rồi để Hoàng xem qua các cổ phiếu gì đánh giá. Ok thì đánh giá sơ bộ qua những cái nhóm ngành tiêu biểu là như vậy. Còn các cái cổ phiếu ngân hàng thì đợt này nó tăng ít, chủ yếu là đi ngang thôi thì Hoàng sẽ không đánh giá. Tiếp theo thì Hoàng sẽ đưa ra những cái cổ phiếu mà anh chị em chúng ta có thể chú ý trong cái giai đoạn tuần sau. Thì có những cái cổ phiếu thì nó tương đối là đầu cơ thì anh chị em chúng ta có thể chú ý được. Đầu tiên là cổ phiếu như là TSC này, chúng ta thấy là một cái phiên bùng nổ dòng tiền và chúng ta thấy là một cái tuần mà đóng lệnh nó break out qua như thế này thì chúng ta chờ điều chỉnh chúng ta mua vào thôi. Và những cái cổ phiếu này nó thuần về mặt đầu cơ rất là lớn thì anh chị em chúng ta đánh thì chúng ta cũng phải là đánh những cái tỷ trọng hợp lý và chúng ta nhớ phải có cắt lỗ tuyệt đối. Thì đây là những cổ phiếu mà anh chị em chúng ta có thể chú ý này, là TSC này. Rồi để xem cổ phiếu gì để mua được, mà nãy cũng lọc ra nhiều lắm nhưng mà giờ lại quên mất tiêu rồi. Rồi chúng ta có cổ phiếu là TSC rồi nè. Một cổ phiếu tiếp theo mà anh chị em chúng ta có thể chú ý là đó là TC6. Thì TC6 thì chúng ta thấy nó đã hình thành một cái giai đoạn đi ngang từ giai đoạn tháng 2 đến bây giờ. Và chúng ta thấy là tầm vừa rồi có yếu tố tiền vào ở phiên thứ 6. Thì những cái cổ phiếu này anh chị em chúng ta có thể chú ý trong giai đoạn trước được. Bởi vì chúng ta đặt cược vào đây á, thì trường hợp mà chúng ta lỗ, chúng ta cắt lỗ dưới vùng này thì chúng ta thấy là cắt lỗ tương đối ngắn, nó chỉ mất hơn một giá một chút và ngược lại chúng ta ăn có thể là lên được cái vùng 11 này để nó lấy lại, để nó phân phối lại các lệnh mua bán này, để sau đó thì sau này có sóng thì nó đánh nó dễ dàng hơn. Thì anh chị em chúng ta có thể chú ý TC6 ở những giai đoạn sắp tới. Thì đây là những cổ phiếu mà tiêu biểu mà Hoàng lọc ra cho anh chị em. Thì anh chị em nào chúng ta tham gia thì chúng ta cũng phải phân bổ cái vốn nó hợp lý cũng như là cái tỷ trọng, và chúng ta nhớ là chúng ta phải có cắt lỗ, đúng không ạ? Đấy là những vấn đề mà anh chị em chúng ta có thể chú ý. Ok, để Hoàng xem những cái cổ phiếu nào nữa. Ok, TTF thì Hoàng đã khuyến nghị lâu rồi nhá. Thì chúng ta thấy TTF thì chúng ta thấy là một tuần hút dòng tiền tích cực như thế này thì khả năng TTF thì khả năng cao đợt trước thì chúng ta quan sát, đúng không ạ? Sắp tới chúng ta quan sát xem quanh cái vùng 5 xem nó có những cái nhịp bán hay không. Bởi vì chúng ta thấy là vùng 5 cũng là một cái giai đoạn mà chúng ta thấy là một cây nến vào ngày giai đoạn tháng 12 thì rất nhiều nhà đầu tư họ kẹt hàng trên đây. Thì chúng ta xem những cái lệnh bán tại những cái nhà đầu tư này xem nó có lớn hay không. Thì không lớn thì khả năng cao TTF nó sẽ đánh quay lại canh cái vùng 6.5 được. Thì đây là những cái cổ phiếu nó thuần đầu cơ và chúng ta đánh những cái tỷ trọng nó cũng vừa phải. Thì anh chị em cứ tiếp tục nắm giữ. Thì anh chị em nào những cái cổ phiếu này thì hoàn toàn khuyến nghị trong cái room khách hàng cũng như là room cộng đồng cho anh chị em rồi. Đấy là vấn đề và anh chị em chúng ta cần chú ý. Ok thì tóm gọn lại là một số những cái cổ phiếu tiêu biểu như vậy thôi. Những cái cổ phiếu mà nó có yếu tố điểm mua thì Hoàng sẽ báo tại những video sau. Đấy là những vấn đề mà anh chị em chúng ta có thể là chú ý và chúng ta có thể là quan sát những cái cổ phiếu mà Hoàng đưa ra cho anh chị em nhà đầu tư của chúng ta. Ok thì tóm gọn lại là video ngày hôm nay là như vậy, các cái yếu tố mà nói là như vậy thì anh chị em chúng ta có thể là áp dụng cho cái hoạt động mua bán của mình trong cái tuần giao dịch sau. Thì chúc cả nhà có một cái buổi chiều cuối tuần thật là vui vẻ. Cảm ơn cả nhà, video tới đây là kết thúc.